chào các bạn. Chúng ta đang đi trên con đường 12B hướng từ chợ Chiều của thành phố Tam Điệp đi Nho Quan. Hôm nay chúng ta cùng đến xem một bất động sản nằm tại thôn Lang Ca của xã Yên Sơn. Chúng ta vừa đi qua cầu thủng khoảng 200m để chuẩn bị rẽ vào một con đường bên tay phải. Đây rồi, con đường bên tay phải chúng ta đây. Ta cùng rẽ vào con đường này. Một con đường bê tông dẫn vào sân bóng của thôn Lang Ca. Gần sát với cái ngôi nhà có mái đỏ trước mặt kia. Xin chào các bạn. Đây là trước mặt chúng ta là mảnh bất động sản mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đây. Đây là lô đầu ve thì chúng ta bỏ qua này. Chúng ta nhìn xung quanh thì thấy toàn bộ cái khu này đã được quy hoạch rất là đẹp, được chiêu bàn cờ và đã có đường bê tông bao xung quanh. Toàn bộ các cái lô ở trên trên khu vực quy hoạch này thì đều được chia 300m² một lô, đều là 100% thổ cư. Để nói rõ hơn một chút là cái mảnh bất động sản chúng ta đang xem ở đây thì là hai miếng hai suất liền nhau, mỗi một suất là 300m², hai suất là 600m. Nếu mà quý vị mà quan tâm mà có nhu cầu muốn sở hữu toàn bộ 600m² thì rất là tuyệt vời, rất là rộng. Bên cạnh đây là đằng trước mặt thì là đã có nhà dân đang ở. Này nằm trong quy hoạch của thành phố Tam Điệp, nhưng mà ở đây cho thấy một cái quang cảnh rất là nông thôn Việt Nam. Phía xa kia ta nhìn thấy một cái bụi tre kia. Tôi thấy cái nhìn thấy bụi, mỗi lần nhìn thấy bụi tre thì cảm thấy là một cái không khí, một cái vùng quê nông thôn yên ả của hình ảnh của đất nước Việt Nam. Xung quanh phải nói là cái không gian rất là thanh bình. Ở đây mà làm nhà ở đây thì chắc chắn là sẽ rất là dễ chịu. Mảnh bất động sản này nhìn theo hướng tây nam thì bên tay trái của hướng tây nam là các bạn nhìn thấy một quả đồi nó cong cong ở giữa. Mà cái hình ảnh này thì tôi lại liên tưởng đến một cái yên ngựa. Các kỵ binh mà ngồi lên cái phần võng võng kia mà cưỡi ngựa thì thì quá đã. Mà thực ra thì tôi nghĩ nhiều đến cái ghế tình yêu của khách sạn của tôi nhiều hơn là cái yên ngựa. Các bạn có hình dung ra cái ghế tình yêu chưa? Đó, phần giữa kìa nó cong cong. Quay bên góc bên kia có mấy căn nhà mới xây còn đang chưa sơn, rất đẹp. Đấy có thể là một trong những mô hình mà sau này toàn bộ cái khu quy hoạch của Lang Ca này sẽ mọc lên. Trong này có thể nói là giống như một khu đô thị thu nhỏ vậy. Với cái diện tích 300m² thì thực sự là rất lý tưởng. Nó không quá rộng mà nó cũng không quá là nhỏ. Tại vì chúng ta thường thường thì đều cũng chỉ có những cái mảnh bất động sản mà sử dụng trong khoảng 140m, 100 đến 140m thôi. Thì đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà thực sự thì với diện tích đấy thì nó hơi nhỏ. Chúng tôi cho rằng là hơi nhỏ. Nhưng mà ở đây thì 300m² là quá tuyệt vời. Từ đây mà đi ra ngoài đường 12B khoảng 300m. Và từ cái đường 12B đó thì có con đường để chạy thẳng về khu đô thị Đồng Giao của thành phố Tam Điệp, cũng chỉ khoảng tầm 2km thôi. Như vậy thì sau này thì cái khu Lang Ca này sẽ
rất là gần khi mà có con đường nối từ Yên Sơn về thành phố Tam Điệp. Nó không còn xa nữa, không còn quãng đường dài khoảng 5 km như hiện tại. Từ đường 1 đi về ngã ba chợ chiều rồi đi vào đây thì phải mất 5 km. Đây, bây giờ đây là con đường từ chỗ vị trí đất của chúng tôi đang đứng thì có một con đường bê tông nhỏ này. Sẽ đường là đường dẫn ra cái hồ mà chúng tôi vừa giới thiệu. Chúng ta có thể đi tham quan cái hồ sinh thái cách đây 200m thôi. Con đường bê tông để chúng ta đi ra cái hồ sinh thái. Cái hồ có thể nói là rất là tự nhiên. Có vẻ như chúng ta chặn đường rồi. Có lẽ cái hồ chúng ta nhìn đây không? Chúng ta không quay sang kia, cái hồ đây. Hôm nay là trời rất là nóng nên là chúng tôi rất là ngại xuống, các bạn thông cảm. Đây, chúng ta cùng ở trên xe để có thể nhìn thấy cái hồ với cái gần cái mảnh bất động sản chúng ta vừa xem. Hướng đối diện với căn nhà có mái đỏ trước mặt kia.